Cô chào các con, rất vui được gặp lại các con. Để học tốt tiết học hôm nay, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa Toán lớp 1, bộ sách cánh diều. Vở năm ô ly, bút chì, thước kẻ. Các con lưu ý, khi học trên trường hình, chúng ta ngồi không quá gần tivi nhé. Ngồi ngay ngắn và tập trung trong giờ học. Ở những tiết trước, các con đã được tìm hiểu bài phép cộng trong phạm vi 6. Vậy trong tiết học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài phép cộng trong phạm vi 10 nhé. Qua tiết học này, các con sẽ biết cách tìm kết quả của một phép cộng trong phạm vi 10. Bây giờ, chúng ta cùng nêu lại tên bài học ngày hôm nay nào. Phép cộng trong phạm vi mười tiết một bây giờ cô mời các con cùng quan sát trên màn hình nhé các con hãy quan sát tranh cho thật kỹ và cho cô biết trong tranh có mấy tình huống à các con nêu rất chính xác trong tranh có bốn tình huống Tình huống 1. Tình huống 2. Tình huống 3. Tình huống 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể từng tình huống nha. Dựa vào tranh các con quan sát, chúng ta sẽ có tình huống nào? À, các con nêu rất tốt. Có 5 quả màu vàng. Có 4 quả màu xanh. Để biết có tất cả bao nhiêu quả, chúng ta có phép cộng 5 cộng 4 bằng 9 vậy có tất cả chín quả cô mời các con quan sát tiếp nhé dựa vào tranh các con hãy nêu cho cô biết tình huống có trong tranh à các con nêu rất chính xác có sáu con chim đang đậu trên cành cây có bốn con chim bay tới. Để biết được có tất cả bao nhiêu con chim, ta có phép cộng 6 cộng 4 bằng 10. Vậy có tất cả 10 con chim. Bây giờ, cô mời các con quan sát tranh và nêu tình huống có trong tranh nhé. Bên trái có 4 hoa màu đỏ. Bên phải có 3 hoa màu vàng. Để biết được có tất cả bao nhiêu hoa, ta có phép cộng 4 cộng 3 bằng 7. Có tất cả 7 hoa. Bây giờ cô mời các con quan sát tiếp tình huống 4 nhé. Dựa vào tranh, các con hãy nêu tình huống có trong tranh nào. À, các con nêu rất chính xác. Có bốn bạn đang chơi bập bên. Có bốn bạn đi tới để biết có tất cả bao nhiêu bạn. Ta có phép cộng 4 cộng 4 bằng 8. Vậy có tất cả 8 bạn. Vừa rồi, cô nhận thấy các con ảnh nêu tình huống rất tốt. Cô có lời khen. Bây giờ, cô mời các con tiếp tục nhìn lên màn hình nhé. Cô có 4 chấm tròn màu xanh có 3 chấm tròn màu đỏ. Để biết có tất cả bao nhiêu chấm tròn, cô có phép tính 4 cộng 3. Bây giờ, các con hãy sử dụng các chấm tròn và thao tác trên các chấm tròn để tìm kết quả của phép tính 4 cộng 3 nhé. Lưu ý, nếu như bạn nào ở nhà không có các chấm tròn, các con có thể sử dụng ngón tay, que tính hoặc các đồ vật khác để tìm kết quả nha. Cô nghĩ các con đã thực hiện xong rồi. Bây giờ các con hãy cho cô biết 4 cộng 3 bằng mấy? À, các con nêu rất chính xác. 4 cộng 3 bằng 7 có 4 chấm tròn màu xanh, có 3 chấm tròn màu đỏ, có tất cả 7 chấm tròn. Chúng ta có phép tính 4 cộng 3 bằng 7. Cô mời các con cùng đọc lại nhé. 4 cộng 3 bằng 7. Tiếp theo cô có 5 chấm tròn màu xanh, 4 chấm tròn màu đỏ. Để biết có tất cả bao nhiêu chấm tròn, cô có phép tính 5 cộng 4. Tương tự như cách thực hiện phép tính ở trên, các con hãy tìm cho cô kết quả của phép tính 5 cộng 4 nhé. Bây giờ các con hãy cho cô biết 5 cộng 4 bằng mấy? À, các con nêu rất chính xác. 5 cộng 4 bằng 9. Có 5 chấm tròn màu xanh, có 4 chấm tròn màu đỏ. Có tất cả 9 chấm tròn. Chúng ta có phép tính 5 cộng 4 bằng 9. Cô mời các con cùng đọc lại nhé. 5 cộng 4 bằng 9. Cô mời các con quan sát tiếp. Cô có 6 chấm tròn màu xanh. Tiếp theo cô có 4 chấm tròn màu đỏ. Vậy để biết được có tất cả bao nhiêu chấm tròn, cô có phép tính 6 cộng 4. Bây giờ các con hãy thực hiện tương tự như hai phép tính trước đó để tìm cho cô kết quả của phép tính 6 cộng 4 nhé. Cô nghĩ các con đã thực hiện xong rồi. Bây giờ các con hãy cho cô biết 6 cộng 4 bằng bao nhiêu? À, các con nêu rất tốt. 6 cộng 4 bằng 10. Có 6 chấm tròn màu xanh, có 4 chấm tròn màu đỏ. Có tất cả 10 chấm tròn. Chúng ta có phép tính 6 cộng 4 bằng 10. Cô mời các con cùng đọc lại nhé. 6 cộng 4 bằng 10. Cô mời các con quan sát tiếp trên màn hình. Cô có 4 chấm tròn màu xanh. Có 4 chấm tròn màu đỏ. Để biết được có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Cô có phép tính. 4 cộng 4 Bây giờ, các con hãy thực hiện tương tự như các phép tính ở trên để tìm cho cô kết quả của phép tính 4 cộng 4 nha. Cô nghĩ các con đã thực hiện xong rồi. Bây giờ các con hãy cho cô biết 4 cộng 4 bằng mấy nè. À, các con nêu rất tốt. 4 cộng 4 bằng 8. Có 4 chấm tròn màu xanh. Có 4 chấm tròn màu đỏ. Có tất cả 8 chấm tròn. Chúng ta có phép tính 4 cộng 4 bằng 8. Cô mời các con cùng đọc lại nhé. 4 cộng 4 bằng 8. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức vừa học để thực hiện phần bài tập nha. Cô mời các con cùng nhìn lên màn hình. Bài 1. Số Để thực hiện được bài tập này, các con hãy sử dụng các chấm tròn và thao tác trên các chấm tròn để tìm kết quả của các phép tính nhé. Lưu ý, nếu như ở nhà không có chấm tròn, chúng ta có thể sử dụng que tính, ngón tay hoặc các đồ vật khác để tìm kết quả đều được nha. Cô mời các con cùng viết phép tính và kết quả của phép tính vào vở nhé Cô nghĩ các con đã thực hiện xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên màn hình nha. Các con hãy cho cô biết 5 cộng 2 bằng mấy? À, các con nêu rất chính xác. 5 cộng 2 bằng 7. Có 5 chấm tròn màu xanh có 2 chấm tròn màu đỏ. Có tất cả 7 chấm tròn. Chúng ta có phép tính 5 cộng 2 bằng 7. Cô mời các con cùng đọc lại phép tính. Mình vừa thực hiện. 5 cộng 2 bằng 7. Cô mời các con quan sát tiếp. Các con hãy cho cô biết 7 cộng 2 bằng bao nhiêu? À, các con nêu rất tốt. 7 cộng 2 bằng 9. Có 7 chấm tròn màu xanh. Có 2 chấm tròn màu đỏ. Có tất cả 9 chấm tròn. Chúng ta có phép tính 7 cộng 2 bằng 9. Cô mời các con cùng đọc lại nhé. 7 cộng 2 bằng 9. Tiếp theo các con hãy cho cô biết 6 cộng 1 bằng bao nhiêu nè? À, các con nêu rất tốt. 6 cộng 1 bằng 7. Có 6 chấm tròn màu xanh. Có 1 chấm tròn màu đỏ. Có tất cả 7 chấm tròn. Chúng ta có phép tính 6 cộng 1 bằng 7. Cô mời các con cùng đọc lại nhé. 6 cộng 1 bằng 7. Tiếp theo, các con hãy cho cô biết 7 cộng 3 bằng bao nhiêu? À, các con nêu rất chính xác. 7 cộng 3 bằng 10. Cô mời các con cùng đọc lại nào. 7 cộng 3 bằng 10. Cô nhận thấy các con thực hiện bài tập số 1 rất tốt. Cô có lời khen. Vậy bây giờ, các con hãy cho cô biết, tiết học hôm nay chúng ta vừa học bài gì? À, các con nêu rất chính xác. Hôm nay chúng ta vừa học bài Phép cộng trong phạm vi 10, tiết 1. Ở nhà, các con nhớ xem lại bài Đồng thời chuẩn bị bài cho tiết học sau nhé. Đó là bài phép cộng trong phạm vi 10, tiết 2. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Cô tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở tiết học sau nha.